Chị ơi, chị tuyển được người chưa? Em này, em muốn làm lắm. Thực ra em không có kinh nghiệm nhưng mà em rất nhiệt tình. Hi hi, emoji trái tim là không được. Chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 6 sai lầm mà mình thấy nhiều người mắc nhất trong việc viết CV. Và tất nhiên là mình sẽ chia sẻ cách để cải thiện những điểm đó rồi. CV quan trọng như thế nào thì không cần phải nói. CV là thứ đại diện cho bạn để đi cạnh tranh với rất là nhiều ứng viên khác trong một cơ hội lọt vào vòng phỏng vấn xin việc. Viết CV là một việc rất khó và ngày xưa khi mà mới ra trường đi làm mình cũng đã mất rất là nhiều thời gian để học được những kinh nghiệm này. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại để chia sẻ với các bạn tại đây. Trước khi vào video thì mình xin khuyến cáo các bạn là đây là quan sát của riêng mình. CV xin việc không phải là vấn đề trắng hay đen, một hay hai như là làm toán sai là sai, đúng là đúng, mà nó phụ thuộc vào văn hóa doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì mình cũng khuyến khích các bạn ngoài xem video này thì các bạn hãy follow những người có nhiều năm trong nghề tuyển dụng. Họ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ chia sẻ kỹ hơn mình rất là nhiều. Những kinh nghiệm của mình là có được từ những lần mà mình làm CV, trải qua nhiều lần được chọn phỏng vấn cũng như là nhiều lần không được chọn phỏng vấn. Từ đó thì mình rút ra được cái gì nên và cái gì không. Bên cạnh đó thì mình cũng đã có kinh nghiệm lựa chọn và phỏng vấn nhiều sinh viên mới ra trường cho nên là mình đã quan sát được những sai lầm mà các bạn mắc nhiều nhất. Và bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu đến với những sai lầm đó, bắt đầu từ lúc mà nhà tuyển dụng mới mở email của bạn cho đến khi mà họ đọc đến cuối CV. Sai lầm đầu tiên không trực tiếp nằm trong CV nhưng lại rất liên quan, đó là chiếc email mà bạn gửi đi. Một cái email dở và sơ sài sẽ không chuyên nghiệp và khiến cho nhà tuyển dụng bỏ qua CV của bạn luôn. Người ta sẽ không dành thời gian của người ta để mở cái CV của bạn khi mà thấy bạn đi ứng tuyển mà lại không dành đủ thời gian để viết một cái email cho cẩn thận, đúng không? Nhiệm vụ của email là một cách ngắn gọn mạch lạc cho người ta biết bạn là ai, bạn đang ứng tuyển công việc nào, đi thẳng vào vấn đề và trình bày cho nhà tuyển dụng biết rằng họ có thể hiểu về bạn như thế nào. Mình đã đọc rất là nhiều email ứng tuyển mà thực sự ở vị trí của mình thì mình có thể hiểu là các bạn còn non nớt, ít kinh nghiệm. Thế nhưng khi nhà tuyển dụng của một công ty đọc email đó thì họ sẽ xóa ngay lập tức tại vì họ không thấy bạn tôn trọng họ. Có những bạn viết email lại cho hết nội dung vào phần chủ đề, tức là mở mail ra để phần nội dung hoàn toàn không có gì, chỉ có phần chủ đề là dài loằng ngoằng: chị ơi, em 20 tuổi, em muốn xin việc ABC, chị liên hệ em nhé, số điện thoại em 0912334455 gì đó. Cũng lại có những bạn viết email như nhắn tin cho bạn bè là không được. Đặt tựa đề email là hai chị, xong rồi nội dung bên trong là: chị ơi, chị tuyển được người chưa? Em này, em muốn làm lắm, thực ra em không có kinh nghiệm nhưng mà em rất nhiệt tình, hi hi, emoji trái tim là không được. Đó là cái tin nhắn chứ không phải là cái email ứng tuyển chuyên nghiệp. Rồi có những bạn viết email dài lan man, không chấm phẩy, không xuống dòng. Cũng lại có những bạn viết tắt, viết sai chính tả là không được. Rồi có những bạn copy paste 100 cái email xin việc y như nhau, chỗ thì anh, chỗ thì chị, quên chưa thay chữ, tức là các bạn cứ gửi đại, các bạn chẳng quan tâm nữa. Chỗ nào trúng thì trúng, chỗ nào chật thì chật. Nếu mà ở trường không tổ chức lớp học viết email đúng chuẩn thì các bạn cần phải học ở trên mạng để làm sao mình viết một cái email đủ ý, chuyên nghiệp, dễ hiểu và tỏ ra tôn trọng đối phương. Tỏ ra tôn trọng đối phương là rất quan trọng trong môi trường công sở vì nó thể hiện ra bạn làm công việc của bạn một cách nghiêm túc. Bởi vậy cho nên cái email nó phải làm sao, mô tê như thế nào rất đơn giản. Tựa đề là hồ sơ ứng tuyển công việc ABC. Vào nội dung email, câu đầu tiên phải giới thiệu mình tên gì, viết email này để ứng tuyển cho công việc nào. Chấm hết, xuống đoạn. Rất quan trọng phải biết tách đoạn ra theo các cái ý tương ứng để cái email nó không phải là một cục chữ dính lại với nhau. Rồi xuống đoạn, đoạn chính mới bắt đầu nói rất là ngắn gọn lý do mình phù hợp với công việc này. Ví dụ như là bạn ứng tuyển công việc marketing thì viết 2-3 câu nhấn mạnh vào những điểm mạnh quan trọng nhất của bạn. Ví dụ như là em đã đang làm công việc marketing ở công ty A, có kinh nghiệm tổ chức và thực hiện các dự án ABC gì đó. Ngoài ra thì mỗi khi rảnh em viết blog và marketing lại cái trang blog riêng của em là XYZ. Đó, dẫn link. Em muốn ứng tuyển công việc này là vì thông điệp ABC của công ty là đúng với tinh thần mà em muốn hướng tới. Em tin rằng em sẽ đóng góp được nhiều ý tưởng tốt. Đó, chấm xuống đoạn mới. Tránh không trình bày cả một cái CV ở cái đoạn này, chỉ ngắn gọn tập trung vào thông tin mạnh nhất làm cho bạn phù hợp nhất với công việc. Rồi bây giờ mình sang đoạn mới, mình nói: để xem thông tin, mời anh chị xem CV em đính kèm. Nếu cần bổ sung thêm thì anh chị hãy gửi email lại cho em, hoặc nếu cần phản hồi gấp thì liên hệ em số điện thoại 01234 rồi đó, số điện thoại của bạn. Chấm hết đoạn, sang đoạn mới, một câu thật ngắn: em cảm ơn sự cân nhắc của anh chị. Xuống đoạn viết kính gửi, phẩy, xuống dòng tên bạn: Nguyễn Thị A. Đó, đó là mạch nội dung của một cái email tiêu chuẩn mà các bạn có thể tham khảo. Tất nhiên nếu đặc thù của công việc cần cho thêm nội dung gì vào thì hãy cho vào. Thế nhưng nhớ là email cần phải ngắn gọn này, rõ ràng này, đảo mắt tìm thông tin phải dễ. Nhà tuyển dụng không có thời gian để đọc tâm thư của bạn. Họ sẽ lướt rất nhanh để quyết định là họ có muốn mở CV của bạn ra xem hay không. Viết email xong xuôi bạn phải kiểm tra thật kỹ 4 việc. Một là email đọc lên nghe đã thuận tai chưa? Hai là chính tả đã đúng hết chưa? Ba là những cái gì nói đính kèm là đã đính kèm cẩn thận chưa? Không được quên và không được đính kèm nhầm file. File đính kèm phải để cẩn thận tên là CV Nguyễn Thị A, không phải để đọc một cái chữ CV hoặc tệ hơn là untitled copy one là chết. Bốn là các bạn để link thì đã đúng link hay chưa, link đã hoạt động hay chưa, không được lỗi. Kiểm tra cẩn thận đâu đó rồi mới gửi email đi. Lúc này chúng mình sẽ hy vọng rằng nhà tuyển dụng đồng ý nhấn mở CV của bạn và mình sẽ cùng sang những cái sai lầm ở cái bước tiếp theo nhé.
Sai lầm thứ hai xảy ra khi nhà tuyển dụng mở CV của bạn và thấy 20 trang giấy dày đặc chữ. Rất là ít khả năng họ sẽ đọc những CV này. Vì tại sao họ phải dành thời gian cho bạn trong khi còn rất là nhiều ứng viên khác gửi CV tốt hơn, quen việc hơn, trình bày tốt hơn, ngắn gọn hơn. Vậy thì CV nên dài bao nhiêu? Câu trả lời là một trang giấy chia làm hai cột. Khi mà bạn chia thông tin làm hai cột thì bạn sẽ có nhiều chỗ hơn để trình bày, và bản thân một mặt giấy cũng rất là tốt để bạn phải thực sự ngồi xuống suy nghĩ xem cái gì là quan trọng nhất và cái gì cần phải lược bỏ ra. Cái gì quan trọng, cái gì không thì một tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Thế nhưng mà giờ ấy, quay lại với hình thức ban đầu và độ dài của một cái CV thì một sai lầm nữa bên cạnh CV quá dài là CV sử dụng template có sẵn quá phổ biến. Mình đã có lần mở liên tục mười mấy cái CV nhìn y hệt nhau với các bạn dùng template có sẵn tải từ một nguồn này. Khi mà bạn làm như vậy thì rất khó để nhà tuyển dụng cảm thấy bạn là một ứng viên nổi trội, tại vì bạn cũng chỉ tải một cái template có sẵn mà mười mấy người nữa cũng tải thôi. CV là một thứ cần phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đúng chuẩn, nhưng cùng lúc đó lại là công cụ để bạn thể hiện sự vượt trội mà bạn muốn người ta thấy. Bởi vậy hãy sáng tạo một cách chuyên nghiệp, tức là hãy tham khảo các cái template trên mạng, tìm ra template phù hợp nhất với mình và tự làm phiên bản của bạn. Phông chữ phải là phông chữ chuyên nghiệp dễ nhìn, khuyến khích là phông chữ nhìn tối giản một chút, không có chân, chứ đừng trùng chữ có chân như kiểu Times New Roman này đó, nhìn rất là mệt và nhìn bạn cũ kỹ, giống như kiểu bị yếu kỹ năng máy tính á. Cũng đừng dùng phông chữ hoa hòe, vui nhộn hay là viết tay, tại vì nó khó đọc và nó mang lại cảm giác bạn còn hơi non nớt. Để thực sự tự do trong việc thiết kế thì bạn nên dùng Illustrator hoặc là InDesign. Làm như thế nào thì mời bạn hỏi chị Google. Nên làm bằng phần mềm thiết kế chứ không phải là bằng Microsoft Word, tại vì Word ấy, thì hơi hạn chế trong cái việc thiết kế. Hơn nữa file Word gửi đi rồi mở bằng máy tính khác, hệ điều hành khác, nhiều khi mở ra nó bị lỗi phông chữ, nhà tuyển dụng không đọc được. Nên làm bằng phần mềm thiết kế Adobe, sau đó xuất ra file dạng PDF, tức là bạn thiết kế sao thì người ta mở ra người ta sẽ thấy vậy, không bị lỗi. Ok, bây giờ nhà tuyển dụng đã mở CV của bạn ra xem và thấy một trang giấy bao gồm các thông tin sắp xếp khoa học và thoáng mát dễ nhìn rồi, thì sai lầm tiếp theo của các bạn là sai chính tả. Lỗi này tuy nhỏ nhưng mà rất ngớ ngẩn, và nó ngớ ngẩn ở chỗ là không có lý do gì bào chữa cho việc bạn làm một cái CV sai chính tả hết. Bởi vậy hãy kiểm tra từng chữ một trước khi xuất file CV của mình. Chỉ có một trang giấy thôi, nếu mà bạn không đủ kiên nhẫn để tự kiểm tra chính tả của mình thì nhà tuyển dụng nào đủ kiên nhẫn để đọc CV của bạn, đúng không? Kiểm tra xong có thể nhờ bạn bè kiểm tra lại một lần nữa, đảm bảo chính tả đúng 100% thì hãng gửi đi. Ngoài ra thì cũng nên hạn chế tối đa việc viết tắt, và nếu vì lý do gì đó bắt buộc phải viết tắt thì nhớ chú thích để người ta hiểu, không được mặc định cho rằng từ này phổ biến lắm cho nên là chắc người ta sẽ hiểu thôi. Sai lầm thứ tư là sai lầm lớn rất là nhiều người mắc, thế nhưng mà ít người sửa được, đó là làm văn miêu tả. Tức là sao? Hãy nghĩ về cái CV như một bản thống kê thông tin mà bạn phải làm một cách ngắn gọn thân thiện, chứ không phải là một bài văn miêu tả. Để biết mình sai ở chỗ nào thì bạn hãy hình dung bản thân bạn trong vị trí của nhà tuyển dụng. Tức là họ phải đọc rất là nhiều CV cùng một lúc. Tất nhiên họ sẽ có khả năng cao là loại bỏ những CV không đi vào trọng tâm mà cứ nói lan man rồi, đúng không? Nói lan man ở đây là gì? Là liệt kê một cách hờ hững những cụm từ kiểu như là chăm chỉ, tiếp thu nhanh, có trách nhiệm công việc, làm việc nhóm tốt, vân vân. Cái phần mô tả bản thân thì lúc nào cũng một cá nhân đầy hoài bão và tham mê, đang tìm kiếm một công việc năng động và thử thách. Đây là một ví dụ điển hình cho cái mà mình gọi là những cụm từ trống rỗng. Tức là nó chẳng có ý nghĩa gì và nó chẳng có mục đích gì cả. Nó như kiểu bạn không biết ghi cái gì vào CV và bạn thấy ở trên mạng người ta thấy người ta cũng ghi như thế, cho nên là bạn cũng cho vào cho nó có. Và đối với những bạn CV đầy cụm từ trống rỗng như thế này thì tất nhiên là khả năng cao bạn sẽ không được chọn vào vòng trong. Vậy thì việc bạn cần làm là gì? Hãy đưa ra bằng chứng cụ thể bất cứ gì bạn tự nhận bản thân mình có, từ kỹ năng chuyên môn như sử dụng phần mềm cho đến kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý, bạn đều phải có bằng chứng rõ ràng. Bằng chứng này có thể là thành tích đạt được ở trường, hoặc là kết quả tăng trưởng ở công ty cũ, hoặc là ghi nhận sự tham gia hoạt động xã hội. Nói chung là phải có bằng chứng rõ ràng. Bạn không thể là người có tiềm năng lãnh đạo chỉ vì bạn nói thế ở trong CV. Bạn có tiềm năng lãnh đạo vì bạn đã làm trưởng nhóm ở cửa hàng tiện lợi mà bạn làm thêm và đạt được kết quả tăng trưởng 5% trong quý 1 năm 2019 chẳng hạn vậy. Tất nhiên những kỹ năng đi kèm với những bằng chứng đó cần phải phù hợp để đáp ứng với công việc mà bạn đang ứng tuyển, chứ đừng mang kinh nghiệm của ông A đi lại đi cắm cằm vào B là tự nhiên thành ra nó không liên quan nha. Đây là điều mà bạn cần đặc biệt lưu ý để CV của bạn mạnh hơn. Việc bạn cần làm ngay bây giờ là mở CV của bạn ra, đọc từng chữ một và đọc đến chữ nào cũng phải đặt câu hỏi là bằng chứng của cái này đâu. Nếu có bằng chứng thì đưa bằng chứng vào, còn nếu không có bằng chứng thì bỏ ra. Mọi thứ phải thật rõ ràng, cụ thể để đọc cái CV nhà tuyển dụng có thể hiểu rõ bạn là ai, bạn đã từng làm gì, thế mạnh của bạn nằm ở mảng nào là tập trung nhất.
Sai lầm thứ 5 trong việc viết CV mà nhiều người mắc phải là không biết cái gì quan trọng và cái gì không. Tức là nhiều bản CV cái cần thì không thấy đâu, thế nhưng mà lại rất nhiều chỗ kiểu như là thừa giấy vẽ voi ấy, tức là cho đại vào nhìn cho nó có ý, cho nó có chữ ấy. Đây là những bản CV rất yếu và sẽ bị loại ngay. Thế thì bây giờ chúng mình phải làm sao? Đầu tiên là bạn phải tìm hiểu thật kỹ bản yêu cầu công việc, dùng bút để đánh dấu những từ khóa quan trọng mà người ta yêu cầu. Ví dụ như kỹ năng sử dụng phần mềm Photoshop, kiến thức về quy trình bán lẻ, kinh nghiệm quản lý cửa hàng, vân vân. Đó là những cái mà người ta cần bạn có để đảm bảo đáp ứng công việc. Thế thì bạn phải một cách trung thực nha, chứng minh là bạn có những cái mà người ta cần. Đừng nói xạo, cái gì mình không có đừng nói là mình có. Thế nhưng mà phải cố gắng chứng minh mình là một mảnh ghép vừa vặn vào cái chỗ trống mà người ta đang tìm kiếm. Bản CV cần phải có những từ khóa đó và bằng chứng chứng minh bạn có những kỹ năng và kinh nghiệm đó. Những cái quan trọng người ta nhấn mạnh thì mình phải đặt lên trước. Thường thì kinh nghiệm làm việc quan trọng hơn bằng cấp ở trường, thế cho nên là hãy để cái phần kinh nghiệm làm việc lên trước, giáo dục để xuống sau. Tóm lại, cái gì quan trọng thì phải để đập vào mắt người ta đầu tiên. Nhà tuyển dụng họ không đọc từng chữ từ đầu xuống cuối CV của bạn đâu. Người ta scan một lượt để nếu mà người ta thấy những cái từ khóa quan trọng của công việc thì người ta mới bắt đầu đọc kỹ hơn. Bởi vậy cho nên bạn phải giúp họ một cách thật là dễ dàng thấy được những cái thứ mà họ đang cần. Sau đó thì giúp họ không cần phải biết những thông tin họ không cần biết. Ví dụ, nếu mà họ đang tuyển nhân viên marketing thì họ không cần biết là bạn thích xem phim và hát karaoke những lúc rảnh rỗi. Cái phần sở thích là một phần mà trong hầu hết mọi trường hợp là thừa thãi ở trong CV. CV chỉ có một trang giấy thôi, mỗi cm vuông đều là những cái diện tích quý báu để bạn ưu tiên những thông tin quan trọng. Tuyệt đối không cho cái gì vào mà bạn biết là không quan trọng, thế nhưng mà cho vào nhìn cho nó đỡ trống ấy. Cố gắng làm ra một cái CV vừa đủ, không thiếu và không thừa. Sai lầm thứ 6 của nhiều bạn khi viết CV là thiếu portfolio. Điều này thì chắc chắn là không áp dụng cho tất cả các công việc rồi. Thế nhưng mà theo mình để ý thì rất là nhiều bạn không có portfolio để thể hiện cái mà bạn cần thể hiện về bản thân mình. Portfolio nghe có vẻ phức tạp và to tát, nhưng mà để các bạn đỡ hoảng thì thực ra nó là tổng hợp những cái thành phẩm mà các bạn đã thực hiện tương ứng với các kỹ năng mà bạn có. Các thành phẩm này thường là các thiết kế mà bạn đã làm này, các cái sản phẩm mà bạn đã tạo ra, những bài tập bạn đã viết, những dự án bạn đã tham gia. Khi mà nó mang tính hình ảnh nhiều đó thì nó không để mà nào mà nó nằm ở trong CV hết được. Nó phải nằm trong một cái tệp tổng hợp gọi là portfolio. Portfolio này có thể là file PDF mà bạn đính kèm ở trong email, thế nhưng mà mình không khuyến khích các bạn làm như vậy. Vì kể cả khi mà bạn đã nén cho cái file nó nhỏ lại rồi thì nếu chẳng may bạn gặp công ty nào hôm đấy mạng đang chậm chẳng hạn, người ta không tải được cái portfolio của bạn, lúc đó thì có sẽ có nguy cơ là người ta sẽ bỏ qua hồ sơ của bạn luôn. Tại vì chờ tới hôm sau người ta cũng không nhớ được để quay lại tải portfolio của bạn. Bởi vậy cho nên dễ dàng nhất trong một nhà tuyển dụng là bạn có thể có một cái link bấm một cái là dẫn thẳng đến portfolio trực tuyến của bạn luôn. Tùy vào dạng sản phẩm mà bạn tạo ra thì portfolio trực tuyến có thể để ở trên behance.net, hoặc là cũng có thể là trang blog của bạn, cũng có thể là website riêng của bạn nếu như mà bạn đủ chịu chơi. Có portfolio đi kèm với CV là hết sức quan trọng để nhà tuyển dụng thấy được cái bằng chứng của những gì bạn đã tạo ra. Và trong khi đối với CV thì bạn sẽ phải khô và chuẩn mực hơn một chút, thì portfolio sẽ là nơi tự do hơn để các bạn có thể dùng hình ảnh này, video này, chữ viết này, tất cả mọi dạng thông tin để thể hiện kỹ năng bản thân, chứng minh rằng bản thân bạn sáng tạo và nổi trội ở điểm nào. Thực ra kỹ năng làm portfolio là kỹ năng cần có không chỉ đi xin việc mà đã cần thiết từ khi mà bạn nộp hồ sơ xin học rồi, đặc biệt là các ngành sáng tạo. Thực ra cái khái niệm portfolio theo mình thấy vẫn còn khá là mới với nhiều người Việt Nam, cho nên là nếu mà các bạn muốn thì hãy bình luận ở phía dưới và mình sẽ làm riêng một cái video khác nói kỹ hơn về cách làm portfolio nha. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng là những mẹo mà mình đưa ra đã giúp ích được cho các bạn. Like video và đăng ký kênh nhé, vì mình sẽ quay lại với các video mới vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang ơi Vlog, mình để tên ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.